làm gì mà lâu quá vậy? Đợi cả buổi chứ. Thì tại em phải chờ gặp Duy mới ra được chứ bộ. Thôi thôi thôi, tôi biết rồi. Mê nó đúng không? Hả? Nhìn cái mặt là biết mê nó rồi. Làm chung chưa đủ hay sao mà? Hả? Nè. Còn nắm tay nắm chân, rồi bây giờ còn đợi nhau nữa. Hả? Nói cái gì vậy hả? Điên tầm bậy tầm bạ không à? Thì tại em chờ em gặp Duy, em giao cái tiệm xong em mới chạy ra đây gặp anh được chứ bộ. Nè tiền nè. Còn có nhiêu đây thôi á. Thôi thôi thôi. 2 triệu nè. Thôi cầm thêm 10 ngàn đi. Còn 2 ngàn tối em đi nhà hàng em ăn. Em yên tâm đi. Với cái số tiền này hả, sau này anh sẽ làm gấp 10, gấp 100 ngàn lần nữa. Thôi thôi em về làm đi ha. Về làm đi rồi bước khác. Mà nè, tiền em làm khó khăn lắm mới có được á. Xài cẩn thận chút nha. Anh biết rồi mà, anh biết rồi, anh sẽ làm. Có làm ăn gì cẩn thận chút á nha. Ờ anh biết rồi, anh biết rồi. Thương lắm á. Đi đi đi. Alo. Ừ, biết rồi. Tao có tiền rồi. Ừ, ra liền. Overnight với tụi bay luôn. Nè, Lai. Dạ. Con với thằng Ben á, hai đứa sống thử với nhau mà không có cái gì ràng buộc hết thì làm sao mình đòi hỏi đối phương có thể có trách nhiệm và quan tâm tới mình được. Không dám đâu nha cậu, Ben thương con lắm á. Nó Ben... làm gì cho con? Ben giặt đồ cho con. Thử hỏi con, trên đời này có một người đàn ông nào mà giặt đồ cho một người con gái không cậu? Nè. Cả dãy nhà trọ nha, nhìn con bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, gato quá cậu. Thôi 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 đi, tôi nhìn bà là tôi biết bà suốt ngày bà ảo tưởng mơ mộng rồi. À tôi mơ mộng gì nữa, đến là để cậu nói. Có nghĩa là chúng ta cần phải nhắm một mắt để con mắt còn lại nó đủ bình tĩnh để quan sát mọi vật xung quanh. Con biết hoàn cảnh người yêu của mình như thế nào, gia đình ra sao, xuất thân như thế nào, nghề nghiệp ra sao, công việc làm sao. Vậy chứ con nè, con có biết rõ về thằng Ben không? Không, lờ mờ thôi, tất cả mọi thứ là mù mờ, nhưng mà anh Ben tốt lắm. Tốt cái gì mà tốt, bà suốt ngày mơ mộng á. Cái số của bà là như vậy rồi, số mê trai biết chưa? Kệ tôi, cái số tôi vậy đó, tôi sống vậy đó được không? Kệ tôi, cuộc đời tôi mà làm gì xíu vô cuộc đời tôi vậy hả? Bây giờ bà có muốn thay đổi số mệnh không? Đưa đây tôi coi chỉ tay cho. Biết coi hả? Chứ sao? Thì biết coi chỉ tay ghê vậy. Thấy chưa? Nè, rồi rồi rồi, thấy chưa? Làm chung thế nào cũng ra chuyện. Ê, ê, ê. Nè cái gì ê, hả? Anh Ben, Ben, Ben. Trời ơi. Làm nè mày vô đây làm gì vậy? Nè. Ba đứa có chuyện gì vậy? Sáng sớm cậu chưa mở hàng nha. Vô đây lộn xộn cậu đốt phong long cả ba đứa đó. Dạ dạ biết rồi biết cậu rồi. Cậu không thấy hả? Nó nắm tay. Ghen cái gì mà ghen, biết người ta coi bói rồi ghen gì? Bói toán gì mà nắm tay kiểu đó hả? Đúng rồi. Đồng nghiệp thì tao coi bói, tao nói chuyện thôi làm cái gì ghê vậy mày? Nè, không có ghen bậy ghen bạ, tào lao nha Ben. Muốn chuyện gì đi ra ngoài đường giải quyết. Nè tao nói cho biết, tao không muốn kiếm chuyện trong tiệm của cậu nghe chưa? Mày là một cái thằng ăn không ngồi rồi, cô hồn. Mày nói gì cái gì, mày muốn gì? Không được cái gì. Đi thôi, đi 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 đâu, đi ra ngoài, đi đi. Mày coi chừng tao đó. Ben Ben cái gì mà Ben? Cái gì? Cái gì thì từ từ nói, làm gì mà hùng hổ vậy? Hùng hổ cái gì? Mố quá nha, ra tiệm tóc ở luôn đi. Đừng có về nhà nữa, rồi kêu nó giặt đồ cho. Ủa Ben nói gì kỳ vậy? Ngoài Ben ra có ai giặt đồ cho em đâu, tự nhiên kêu tao giặt đồ. Đó, kêu nó thử coi, coi nó giặt đồ cho không. Mệt quá. Ở đó lúc nào cũng xà nẹo. Thôi mà, Ben giặt đồ cho em đi. Giặt đồ đi, biết đâu á, hên hên lụm được tiền trong túi quần vui ha. Lụm được tiền trong túi quần gì? Đâu có đâu, mỗi lần giặt đồ. Ờ không có lụm được tiền. Ờ mà nói tới tiền mới nhớ, hôm qua đi lãnh lương về á, rớt cái bóp mất tiêu rồi, mất hết trơn tiền luôn. Còn cái mấy... gì vậy Ben? Nè, ủa mất mới gì, tháng nào tới cuối tháng lãnh lương cũng rớt cái bóp mất hết vậy? Mất tiền lương không nói đi, tháng nào cũng phải mua lại cái bóp hết á. Thì có biết đâu, tại cái túi nó cạn á. Thì mới móc mai cái túi sâu sâu, mai túi sâu xuống tới với cái khỉu chân như đây nè. Rồi rớt mỗi lần rớt xuống đây hả? Đúng rồi. Rồi cái lụm lên lại hả? Để cho đừng rớt nữa, tháng nào cũng rớt cái bóp nhưng bực tội quá à. Đúng là những người thông minh có suy nghĩ khác mà. Thôi bây giờ ráng nghĩ cách kiếm tiền cho anh đi nha. Tiền đâu mà có, sáng giờ có khách nào gọi đầu đâu mà có tiền bo. Chờ chút đi. Alo Duy hả? À không, em đang bị kẹt ngoài đây rồi. Đi. Không, cái kẹt này khó nói lắm. Đi ra đi, gỡ cái kẹt này giùm em coi. Ờ à, rồi, nhanh ra nha. Rồi, ok. Chờ chút nha. Ê, làm cái gì mà hối anh quá vậy? Cho em mượn 100 ngàn đi. Lại mượn tiền nữa, sao em mượn tiền hoài vậy? À, biết đâu chắc em sinh ra để mượn tiền hay sao á. Cho mượn 100 ngàn đi. Diệu. Đừng nói với anh là cho tiền thằng đó nữa nha. Sao
mệt quá, đưa mượn đi, chịu có tiền trả lại cho. Mới cắt tóc được khách bo đó. Cảm ơn nha. Ê, cho em thêm 2.000 tối đi nhà hàng được không? Mình xin 2.000 ở nhà hàng hết. Nè 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 nè, làm gì giữa ban ngày ban mặt mà ôm nhau xà nẹo vậy hả? Nói gì Ben? Ôm chứ còn gì nữa? Mày nói gì á? Mày tin tao bóp cổ mày chết không mày? Vậy mày muốn gì mày? Mày coi chừng tao đó, mày coi chừng tao cắt mày. Cắt cái gì? Thôi, đồ gì? Điên hả mày? Đi về đi. Coi chừng tao nha mày. Nín coi. Nín cái gì? Nói còn khôi lát em về nha. Kêu nó ra đây chửi tôi đúng không? Ra hồi nào? Chứ còn mày tầm bả không à? Nè. Cầm nó đi đâu đi đi. Cảm ơn nha, đúng là em lúc nào cũng giải quyết hay hết á. Đi đâu đi đi. Hỏi mày nha. Anh thấy chưa? Anh buông lại nó ghê gớm dữ lắm. Hết thằng Ben rồi, bây giờ nó tới thằng Nhi. Em đang nghi ngờ là con Lài nó có chơi bùa gì đó rồi. Bùa yêu hay sao? Thôi, đừng thôi. Trời đất ơi. Nè, thôi nè, bây giờ nè. Anh đó, mười mốt anh phải gặp riêng thằng Duy. Anh phải khuyên răng nó. Anh khuyên nó cái gì? Trời đất ơi, anh không biết gì hả? Không. Một cái chỗ nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới đó có nghiên cứu rằng trai tân đó nghe, mà bị vấy bổng đó, là nếu mà có tài năng là bị sạch hết, bị mất hết tài năng. Phải không? Đúng rồi nè. Em thằng Duy nè, nó đang tài năng. Đúng. Bây giờ em sợ vấy bẩn vậy là nó hết tài năng. Đúng. Như em nè, em tài năng không? Có. Em còn còn tân. Anh còn tân không? Còn. Vẫn còn tài năng đúng chưa? Thanh nữ còn tân không? Không. Không còn tài năng. Thấy chưa? Nhưng mà tiệm mình có con Yến, nó còn tân mà cũng không có tài năng gì hết trơn. Sản phẩm lỗi của tạo hóa anh ơi, đừng nhắc tới nữa, anh hiểu không? Anh hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Người ta đã chứng minh trên thế giới, người ta đã chứng minh như vậy rồi. Anh hiểu rồi. Ừ. Vậy bây giờ mình phải lập kế hoạch để chia cắt con Lài, giải cứu Hot Boy. Đúng. Nè, đừng có né nữa. Chờ lâu không? Lâu sao không lâu, lần nào cũng bắt tôi đợi hết. Bữa giờ là tôi khó chịu lắm rồi đó. Lần nào đi vô tiệm á, cũng né tôi hết. Có đâu, tại vô tiệm mình cũng đụng mặt nhau cành cành đó, chứ có né đâu. Cành cành cái gì mà cành cành. Một tháng này không né tôi chứ còn gì nữa. Mỗi lần tôi đi vô tiệm á, đứng đằng trước á, là lũi vô trong nhà. Khi mà tôi lũi vô trong nhà là tôi thấy đứng kế bên cậu Khôi. Đứng kế bên cậu Khôi làm cái gì? Thì đứng kế bên cậu Khôi phụ cậu Khôi làm công việc. Mệt quá. Không tin giờ móc ra cho coi nè. Nè, nè, cái gì vậy? Làm cái gì? Đây, này, làm cái gì vậy? Cậu nè. Cậu Khôi, làm gì hết hồn vậy? Cậu Khôi, hai đứa con làm cái gì vậy hả? Giữa đường giữa xá làm chuyện gì đây? Ôi trời, có làm gì đâu. Dạ đúng rồi. Không làm gì, giữa đường giữa xá hẹn nhau ra, cởi lột lột gì, thấy ghê quá. Nè, có, đang đứng nói chuyện. Đừng có nghiến răng. Nói chuyện gì hả? Cậu ở đây cậu nghe hết rồi nè. Cái gì vậy? Con gái của... Con đó nghe Lài. Đó, ở nhà đó đã có bạn trai chung rồi. Còn bây giờ sao? Đèo bồng thêm thằng này nữa hả? Con nữa. Dạ. Cậu biết con với con Quyền Anh đang quen với nhau. Nếu con không thích cháu cậu nữa thì cũng nói một tiếng. Chứ làm vậy khổ nó sao? Cậu ơi, cậu hiểu lầm rồi, không có phải. Phải cái gì? Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Trời ơi, trai gái hẹn giữa trưa nắng ra một cái dậu bìm leo. Tôi cứ tưởng tượng đi. Rồi thì... xong cái ghê quá. Làm cái gì? Gì? Anh Mạnh. Cái gì mà ghê? Làm cái gì mà ghê Mạnh? Tôi biết lột đồ tôi nhau. Lột lột làm các em mừng chết. Cái gì vậy? À? Cái gì? Anh Mạnh ơi, anh hiểu lầm rồi. Mà làm gì tụi con đứng nói chuyện thôi mà có gì đâu mà làm gì thấy tụi con lột đồ. Con nói rõ ràng để con móc ra cho nó coi đó. Trời đất con gái mà vậy đó hả? Nè nghe. Làm cỡ này mày móc muốn hả tuôn ruột ra rồi mà không có làm cái gì. Trời ơi anh Mạnh ơi. Không phải như anh nghĩ đâu. Chứ đúng sao? Rồi đó, đâu có phải như mọi người nghĩ đâu. Thật ra là cái này là con nói không có được. Thôi Đức ơi. Ủa, làm gì mà hồi ngộ đâu quá vậy? Có gì đủ mặt hết vậy? Vô đi, coi đi, coi đó. Đi đó. Nè, giữa trưa, nhỏ này, lột đồ cho hàng này coi. Quánh đi. Nói gì vậy anh Ảnh? Nhỏ, lại là mày nữa thằng chó. Mày làm gì mày giỡn mặt với tao hả? Tao nói mày chính xa Lại ra rồi nha. Thôi, hiểu lầm không có chuyện gì hết trơn á. Hiểu lầm gì, lúc nào em cũng thấy em còi kè với nó đó. Đúng rồi, mà bây giờ nói thẳng ra luôn nè. Thật ra là con nợ tiền của anh Duy. Tháng mấy nay ổn dí nợ trốn muốn chết luôn vậy, né ổng không à. Bây giờ này trong đây là con bỏ cái bọc con nhét mấy tiền lẻ trong đây nè, con mới móc ra cho ổng coi là con không có tiền, con còn có mấy ngàn lẻ hả? Ừ. Ben, cậu nói nè. Hai đứa yêu nhau, đúng không? Lo là phải lo cho bản thân mình,
rồi lo luôn cho cả bạn mình nữa chứ. Cùng nhau mà lo chứ, con suốt ngày để bao nhiêu lớn rồi mà nằm chờ sung rụng vậy sao? Suốt ngày cứ để con lại nó lo vậy hả? Nó đi làm bao nhiêu tiền? Còn con nữa, con đi làm có bao nhiêu tiền mà để mà con cho dai vậy hả? Nè, anh em ở trong tiệm á, lúc thiếu hụt mượn nhau, không ấy thì nói cậu một tiếng, cậu coi có giải quyết được hay không, chứ phải mượn rồi cho tiền lời đãi rồi xong gây lộn tùm lum tà la hết trơn á. Ê mà Lai, dạ. Cậu phát hiện nè, tính ra con giỏi đó. Dạ, sao? Ê, tính ra là mày nuôi không phải một thằng nha, mà nuôi hai thằng, nuôi thằng này rồi nuôi tiền lời cho thằng này nữa đó. Trời, ném về đại gia đó con. Ơ, cậu nói con mới chợt nhận ra. Ủa vậy là mấy nay con sống đại gia hả cậu? Ờ. Ôi trời, vậy là mọi người phải mừng cho con chứ. Sao vậy? Cho con đi gọi đậu phụ thôi mà con làm đại gia, con nuôi tới hai thằng trai luôn. Uh-huh.